Ơi, hôm nay thì mình lại tiếp tục lên clip để giới thiệu một số sản phẩm gồm có dao xúc nước đá, cây gấp, muỗng nĩa, hai cọng dây nịch. Thì cây gấp nè, hai cọng dây nịch, cây gấp và một cái tủ nữ trang. Thì cái về cái quy định bán hàng thì clip nào cũng có nói rồi, thì clip này mình chỉ nói nhanh thôi. Quy định bán hàng là toàn bộ sản phẩm mình báo là chưa bao gồm phí vận chuyển, chỉ có hai cộng như là có phí vận chuyển thôi, chưa bao gồm phí vận chuyển. Tất cả sản phẩm này là đều chưa bao gồm phí vận chuyển. Nếu mà anh em ship, anh em là ship COD thì anh em trả thêm cái phí ship, còn chuyển khoản thì mình sẽ bao phí vận chuyển. Cái đó là cái quyền bán hàng, không cần phải cọc gì cả, quan trọng là mình tin tưởng, rồi tin tưởng lẫn nhau và uy tín. Đặt hàng thì có trách nhiệm là nhận hàng, vậy là ok. Thì mọi người cần xem thật kỹ hình thức công dụng của từng món hàng trước khi quyết định đặt hàng, và quyết định đặt hàng rồi thì chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Còn cái chuyện mà đồng kiểm tra hàng trước khi nhận á, anh em nào mà cần kiểm tra hàng không tin tưởng thì cần kiểm tra hàng trước khi nhận hàng, thì có thể là khi đặt hàng á thì báo trước với mình luôn là muốn xem hàng trước khi nhận hàng. Thì cái đó mình sẽ đánh vào cái phiếu là đồng kiểm hàng á, là cái đó sẽ phát sinh thêm phí là 20.000, thì tiền đó là anh em chịu nha. Cái do anh em muốn kiểm tra hàng trước khi nhận hàng thì phải trả thêm 20.000 cộng vào tiền phí vận chuyển. Thì cái quy định là nó như thế, chứ mình không có đánh vào cái phần đồng kiểm á. Rồi khi mà hàng tới là anh em cứ yêu cầu kiểm tra hàng, rồi cái bưu tá cứ gọi mình lại. Hầu như là ngày nào cũng nghe điện thoại để mà bưu tá gọi để mà cho khách xem hàng. Thì cái đó nó làm mất thời gian của bưu tá, rồi nói chung là nhiều chuyện nó khó lắm. Thì anh em nào muốn xem hàng trước thì khi đặt hàng á thì nói cho mình biết, và cái việc xem hàng trước đó sẽ cộng thêm 20.000 đồng trả cho bưu điện. Rồi vào nội dung chính. Và nội dung chính mã số 1. Mã số 1 là có một cái đồ xúc nước đá bằng inox. Đồ xúc này nó có hiệu luôn nè. Hiệu gì Nu Tram. Hiệu Nu Tram. Xúc nước đá của mấy để mấy anh bán quán hoặc ở nhà mình sử dụng cũng được. Sử dụng để mình xúc nước đá. Này đã bằng inox còn rất là mới. Sáng bóng. Và một cái khui bia hình chai bia. Cái này chắc bằng sắt quá. Cái này khả năng nó bằng sắt. Khui bia hình chai bia nè, chắc nó hình như là nó chắc nó bằng sắt quá, nó nặng lắm. Nó nặng và nó hít nè. Đó. Hiệu Tathion nè. Nhật cái này nè, chữ Nhật nè. Đó. Chữ Nhật nè. Đó. Khu bia, hình chai bia luôn. Nó dài 21 năm. Chiều ngang nó là khoảng 5 cm. Chỗ phía dưới này khoảng 5 cm. Khu bia hình chai bia. Này xài không biết tới đời nào nó mới hư. Rồi, hai cái này giá là 250.000. Một cái xúc nước đá và cái khui bia hình chai bia giá 250.000. Mã số 1. Mã số 1 giá 250. Hai sản phẩm. Mã số 2. Mã số 2 là hai cây dao này giá cực kỳ rẻ luôn nè. Hai cây dao gọt trái cây của Đức, cán liền luôn nè. Cán đúc liền. Lưỡi thì lưỡi nó anh em phải về mài lại nha. Nó hàng bãi nó dục tới dục lui, nhiều khi nó nhăm 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 chứ nó không mẻ, nhưng mà nó nhăm nhăm và nó không còn bén nữa.
về mình phải mài lại nó mới bén. Dao này của Đức nè, gắn liền luôn, có hình gô hình cái mũi chĩa ba cạnh và gạt ba đầy. Dao Đức thường thường mũi chĩa ba cạnh hoặc là hình một người ta hoặc hai người á, nó là những con dao của thương hiệu của Đức. Này mình không thấy đâu, nó mờ mờ khó thấy. Nè, gắn liền. Con dao này dài là 22. Dao trái cây mà bản là 22 phân. Bản 2 phân và dày chắc hơn ly quá. Dày khoảng ly rưỡi. Con dao thứ hai. Dao thứ hai nó to hơn. Đây. Cũng có đứt luôn, hình một người. Đó. Cán liền luôn nè. Nguyên khối nè, khâu nó là đúc luôn á. Nó dày chứ không phải ly rưỡi. Ly rưỡi. Chiều dài từ đầu tới cán là 22. Lưỡi rộng khoảng 2,5 cm. Chiều dài của cái lưỡi là khoảng tắc. Cái lưỡi này là tắc dài tắc 2, nó dài hơn nhưng mà nó nhỏ hơn. À, hai cây này, hai cây dao gọt trái cây của Đức giá 250 ngàn. Hai cây gọt trái cây của Đức giá 250 ngàn nha. Mã số 2 á. Mã số 3. Mã số 3 là gồm có một cái cây kéo. Mã số 3 nè. Gồm có một cây kéo inox, kéo này của Nhật nha. Của hãng Kaikut. Kaikut của Nhật. Có hình chữ Nhật trên này nè, mà nó cái máy nó mờ quá không thấy rõ đâu. Kaikut. Kéo còn đẹp, lưỡi không mẻ. Sáng bóng nè, lưỡi không mẻ luôn, kéo này kéo chắc kéo bếp. Lưỡi không mẻ và còn rất là bén. Mình kiếm cái gì mình cắt thử để mọi người xem. Đây. Còn rất là bén luôn. Cực kỳ bén luôn. Và một cây tiếp theo là một cây bóp càng cua. Này nó không có đóng hiệu, cán gỗ dày dặn nè. Kẹp càng cua để mình khỏi cắn. Cán gỗ dày dặn. Hai cây. Và cây này là cây này giống như là tặng, tại vì nó cây dao bít tết á. Mà nó mài đây, nó mài bén luôn nè, mà không biết nó có bén không, có xài bén được không. Nó mài bén nhưng mà gà thấy nó cũng bén nè. Hai cái này nè. Mã số 3 giá 250 ngàn. Để cái này vô luôn. Mã số 3 giá 250. Mã số 4. Mã số 4 là con dao đề 3. Con dao đề 3 này khâu sừng nè. Khâu sừng nó có bị dán cắn nè. Đó. Dán nhầm cái sừng. Đây, hình chữ Nhật ấy. Có chữ Nhật nè. Rồi con dao này tình trạng mẻ nè, lưỡi mẻ nè, mẻ vô nè. Đó, lưỡi mẻ nhầm đó. Mẹ chỗ đó một cái, nó nhầm hơi như thế này một cái. Và chỗ cái đầu này nó mẻ nữa nè. Đó. Mũi này nó gãy trên đây chút xíu nè. Về mình phải mài lấy lên chút. Thuê thợ mài hay là tự mài lấy lên chút cho nó nhọn lên là xong. Lấy lên chút cho nó nhọn mũi là xong. Cái dao này rất là dày nha. Dao dày 6 ly nè.
6 ly, chiều dài là 16, chiều ngang là 4,5, 4,5. 6 ly dài 16, 4,5. Tình trạng nó mẻ vậy đấy, mọi người xem kỹ nha. Về mình phải mài vuốt lên, mài vuốt lên thì nó mới đẹp. Cà rửa vệ sinh rồi lại, mấy anh em nào mà chuyên giao đề ba này làm lại rất là đẹp, những cái mẻ đó không thành vấn đề gì chứ. Vậy là người ta xử lý lại trên là mài tháo cán ra, mài lại là nhìn cái dao cực kỳ đẹp luôn. Và dao này là cũng thuộc dạng dao xịn nè. Tiếp theo là hai cái dao còn nguyên hộp luôn nè, hình con cá nè, nó hình con cá nè, đuôi cá nè. Thì hai dao này là còn nguyên hộp luôn, như là nó chưa xài luôn. Dao cũng Nhật, nhan tiếng Nhật không nè. Để hai cây dao số 2 đây nè. Này mã số 4 nha. Đây. Ở dưới đây là hình nó làm răng cưa để cắt thịt đông lạnh, và phía trên này lưỡi này thì cũng bén. Lưỡi bén và nó cũng làm giận sóng nè, không biết để cắt cái gì. Đó, dao gì đó. Cán gỗ inox. Inox. Cũng thích inox và thép gì, thép mạ inox ngoài hít. Đó, dao thường thường là cây nào nó cũng hít cho nha. Thường thép, nó làm bằng thép là nó hít. Quên đo cái này. Chiều dài cái lưỡi nó là 20. Dài toàn thân là 30,5. Bản lưỡi là 2,7. Bản lưỡi là 2,7. Vậy này sẽ không tới ly. Vậy đúng ly luôn. Cây số 2 là cây dao nó nhỏ hơn, cũng hình con cá nè. Nó nhọn lên nè. Đây, lưỡi chỗ này nè. Bén lên nè. Chỗ này là răng cưa nhưng mà nó không bén, để làm cái gì thì không biết. Nên làm răng cưa nè. Đó. Ở đây nó có làm cái đầu bào để mình gọt hoa quả luôn đó, mà không biết gọt được không. Chỗ này nó hơi bị sét, bị gỉ sét, để lâu ngày nó bị gỉ sét nè. Gỉ sét chút xíu chỗ này nè. Về mình lấy cước rồi mình chà lại. Đó, cán gỗ. Dao nhỏ này chiều dài nó là lưỡi nó là 1 tấc 1. Toàn thân nó là 20. Toàn thân nó là 20. Rồi. Cái bộ số 4, mã số 4 này có giá là 500.000. Gồm có hai con dao mới và một con dao đời 3. Mã số 4 này có giá 500.000. Hai con dao mới và một con dao đời 3. Dao đời 3 này thì nó tình trạng nó như thế này, anh em xem kỹ nha. Để em thôi nhận hàng rồi lại gọi cho mình nói là sao dao nó bị mẻ. Đây nó gãy cái đầu một chút xíu nè. Mẻ ở cái mũi và mẻ số đít này. Về mài vớt lên xíu là cái dao sẽ đẹp lại. Mã số 4 giá 500. Mã số 5 cũng là con dao đời 3. Dao này nặng hơn dao đó nữa. Dao đời 3 này là 8 ly nè. Con dao này thường thường mình cũng khoảng bán khoảng 400 ngàn, 350, 400. Đây, cán nó có trồng một cái miếng gì, cao su ở ngoài. Khâu bằng thau gì vậy. Nhưng mà nó trồng một cái lớp cao su ở ngoài luôn. Về mình không thích thì mình tháo ra. Đây, lưỡi thì nó không thấy, nó chủ nhầm hơi thôi chứ nó không có mẻ. Cái này về chỉ mài bén thôi. Về mài bén là xài, không cần xử lý. Dao này dày 8 ly nè, dài 14 cm, dày 8 ly, dài 14 cm, rộng lưỡi là 4,7 cm. Một cặp này là giá 550.000. Một cặp dao giá 550.000, nó dày lắm nha mọi người, nó nặng 8 ly. Thế là cái mã số 5 mà con dao thứ hai, con dao của Nhật. Đây. Nó có hình nó có chữ Nhật đóng ở trên này nè. Qua sử dụng mình nhìn cái đóng chữ này đóng chìm. Cán gỗ rất là nặng, cán gỗ nặng.
chiều dài của cái lưỡi là 20, toàn thân nó là 31, bản lưỡi nó là 4,6, 4,7 gì, bao nhiêu 4,5 đó. Về mài bén lại là xài. Mấy con dao này mà biết mài là nó cực kỳ bén luôn. Rồi, mã số 5, giá 550 ngàn. Mã số 6. Mã số 6 là gồm có 20 món. Mã số 6 gồm có 20 món mụn đĩa nè. Đây. Cán nhựa. Này, này nhựa giả gỗ mình, nhưng mà không phải nó bằng gỗ. Còn dưới đó bằng nhựa đi. Đây, gồm có một cái muỗng nè. Muỗng muỗng nhỏ, hai cây. Nè, muỗng nhỏ nha. Ba cây. Cái muỗng này rất là dày luôn, nó làm dày lắm. Bốn cây. 5 cây, 5 cái mũ nhỏ, nó làm dày dặn lắm. Cái mũ này nó làm hơi mỏng nè, cái mũ này cũng vậy, làm hơi mỏng. Còn 3 cái này nó làm rất là dày luôn, và nó có đóng thương hiệu, đóng thương hiệu của Nhật. Đây, cái này có đóng thương hiệu nè, mấy cái này không có đóng. Đó, mấy cái này mua về trưng bày hoặc là xài thì nó rất là bền. 5 cái mũ nhỏ này, một cái nĩa. Nĩa này có đóng thương hiệu nè, nĩa này không có đóng, nhưng mà hàng này cũng Nhật không, mà hàng Nhật phải không mà. Và hai cái dao vít tết, mấy cái dao mà thứ này nó rất là nặng, cầm nó rất là chắc chắn luôn, có đóng thương hiệu luôn. Thương hiệu này là cái gì, chữ dài có đọc được. Và đây cũng là cái dao vít tết đây. Đó, này cán nhựa với cán gỗ. Cán gỗ thì có 1, 2, 3 cái muỗng nè. Cán gỗ mà 4 cái này có muỗng. Đây, cái muỗng nè, dày dặn chắc chắn luôn, có đóng thương hiệu đây luôn nè, chữ da bằng đây luôn. Muỗng nè, cán gỗ rất là chắc chắn. 4 cái muỗng cán gỗ. Muỗng này muỗng ăn cơm, muỗng cà phê, em nhỏ rồi ăn cơm. Những muỗng này thì người lớn ăn được nè, nó to hơn. Người lớn nè, ở này người lớn ăn vẫn được, nó to. Còn những muỗng nhỏ thì dành cho trẻ nhỏ. 4 cái muỗng cán gỗ nữa. Và một cái nĩa, nĩa cán gỗ. Nĩa này có đóng da băng luôn nè, cùng hiệu với cái muỗng cán gỗ này. Đó, cùng hiệu luôn. Cán nè, rất là chắc chắn. Và cái này là cây này giữ luôn nè, cái này để mình xâm thịt rồi đó. Dày dặn cứng cáp, cán gỗ nè. Nội cây, một cây này không á, là nó bán 50 ngàn, 60 ngàn cây á. Nó bán tại bãi nè, 50, 60 cây tại bãi luôn á, dày dặn cứng cáp, dài 23 nè, từ đầu tới cán dài 23, bản của nó là khoảng 6 cm, và nó nặng thì khoảng 100 gram. Nặng khoảng 100 gram, một cây bột nặng gần 100 gram, 100 gram đúng luôn, nặng như lắm. Và một cây này tiếp theo cũng cây sơm giống vậy á, nó mỏng hơn mà nó dài hơn, nó dài hơn xíu, nhỏ hơn nhưng mà nó dài hơn.
cán gỗ này cũng là cái dao bít tết nè, hết in ra băng, có cây nó đóng, có cây nó không đóng, có cây nhiều loại thì nó chỉ dán cái tem ở trên đây thôi mà người ta xài thì nó mất, còn cây thì nó đóng ở trên, đóng chìm ở trên đây luôn. Dao bít tết răng cưa. Và một cái dao này là đẹp cực kỳ không? Hình như là cái một con cá gì đó, cán gỗ rất là chắc chắn. Giống như một con gì, con sên đó. Cái này đậu con sên. Nhọn lên nè, ở dưới đây thì bén. Ở dưới đây thì làm bén. Và ở trên đây thì làm nhọn lên. Không biết để làm gì, nó bén lên tới trên này luôn nè. Đó. Dài khoảng 23. Một cái vá. Cái vá này nó đóng logo thương hiệu ở đây nè. Mấy cái vá này, mấy kênh khác nó bán cái vá không cũng 60-70 ngàn, cả 100 ngàn chừng, tùy theo. Nó có đóng logo thương hiệu luôn. Cán gỗ rất là chắc chắn. Nó có cái chốt, nó chắc chắn lắm. Và một cái bộ này nó có cái đầu độc là cái con này, như là hình một con chim đó. Đó. Riêng cái này không là nó kêu giá 100 ngàn, tại bãi kêu giá 100 ngàn. Cái này đồ độc, cái này đồ độc thường thường là bán khoảng 200 ngàn cái. Cái này khui hộp, nó có khui hộp nè, hình cái đuôi nữa nè, răng cưa chỗ này nè, cái lưỡi răng cưa, lưỡi bén nè. Và khui hộp đây, cái cánh hai bên đây là cánh chim. Trên này nó bén chỗ mũi nè, cái mỏ nó bén cánh chim. Rồi bộ này nó gồm là hai cây sơm, 2, 4, 6, 8, 9 cây muỗng là 11, 3 cây nĩa là 14, 3 cây dao bít tết là 17, một cây dao hình này, hình gì kêu hình con sên đi, là 18, một cái vá là 19, và một cái khui hộp, khui bia gì là hình con chim cú mèo là 20, 20 món. Cái khui hộp khui bia này mà anh em sưu tầm hàng độc lạ rất là thích, rất thích sưu tầm cái này, mình bán chung bộ tổng 20 món. 20 món này có giá là 450 ngàn, 20 món giá 450 ngàn. Này mã số 6, 20 món giá 450 ngàn, mã số 6 nha. Này nó nặng khoảng 800 gram á, 800 gram. Tiếp theo mã số 7, mã số 7 là một bộ muỗng và sơm thịt. Nó có mã số 7, mã số 7 này giá 500 ngàn. Rồi để anh em sưu tầm trưng bày, trưng bày trong tủ rất là độc. Đây, chiều dài nó bằng nhau hết, chiều dài khoảng 27 cực kỳ luôn, có 12 cây à, 12 cây mà nó nặng 1 ký 3, 12 cây nặng 1 ký 3. Đây, nó bằng inox, không hít mà inox. Mà cái nóc ở trên đây nó làm sáng nè, còn dưới đây là nó làm mờ, xong nó phủ một lớp nước sơn. Và cái cán này treo được hình trái tim đó. Móc treo lên hình trái tim, một cái muỗng, và nó làm vân vân lỗ lỗ nè, nhìn nó rất là lạ, rất là đẹp. Muỗng trước đi. Đây cây nữa, y chang vậy, hai cây. Nó dài, chiều dài nó đều là 20 mấy, 27, chiều ngang của cây muỗng là 6,5, 2 cây. Ba cây. 4 cây. Cán hình trái tim. 4 cây muỗng. Và hai cây muỗng này nữa, hai cây muỗng này thì nó không có làm vân giống vậy. Nó láng luôn. 2 cây.
láng luôn. Và hình cán nó không phải trái tim mà cán nó làm cớp vô vậy nè. Và chiều dài đường cũng y chang vậy đó. Đó, cán cớp vào cũng phải là hình trái tim. Và 6 cái thơm thì trang nhau, 6 cái này thì trang nhau hết, nó cán đều trái tim hết nè. Đó, máng lên được. Này là trưng bày trong tủ cực kỳ đẹp luôn. Đây, chiều dài nó cũng hai mấy, 27, nó này làm vân vân lỗ lỗ nè. Đó, dài 27 luôn, chiều ngang cũng 6,5, chiều ngang 6, nó nhỏ hơn muỗng chút, dài 26, 6,5, bằng trang đấy, 26,5, 27 gì đấy. Đó, 6 cây, 6 cây sơm và 6 cây muỗng, là 12 cây, 12 cây này có giá 500 ngàn, thích hợp cho anh em mua sưu tầm. Trưng trong tủ cực kỳ đẹp luôn. 12 cây giá 500. 12 cây bằng hàng ký mấy á, này nó bằng inox. Này kiếm một bộ gì là cực kỳ khó nha mọi người. Mua một bộ này xong người kêu kiếm bộ thứ hai không có đâu nha. Nó thuộc hàng hàng hiếm mà lâu lâu mới kiếm được bộ như vậy, khó lắm. Mã số 7 giá 500. Tiếp theo mã số 8. Mã số 8 là một cái bộ này cực kỳ luôn, một bộ muỗng inox của Nhật. Bộ này nó nặng 2,5 kg. Bộ số 8 này giá 1,1 triệu. Gồm có 56 món, chủ yếu là muỗng, giá 1,1 triệu. Đây, mở ra cho mọi người xem muỗng nó thứ gì nè. Đó, nó dày dặn bằng inox, nó đóng logo luôn. À, này toàn bộ của Nhật, nó không có đóng made in Japan, mà nó đóng logo. Logo này nó giống như của cái chiếc xe Mercedes vậy đó, tròn tròn rồi có ba cái cạnh đưa ra. Nó dày dặn chắc chắn lắm. Muỗng là tổng cộng có 29 cái giống y chang như nhau luôn. Và ý lộn, 49 cái y chang nhau luôn, nhưng mà nó có 4 cái là nó không có trùng thương hiệu. 4 cái là hai cái này. 4 cái này nó đóng thương hiệu là 2 chữ K. Đóng thương hiệu 2 chữ K chỗ này. Muỗng nè. Muỗng chiều dài nó y chang nhau à. Chiều dài nó 17. Rộng của muỗng là 4. Này một bộ này là kiếm khó lắm nha mọi người. Ở đâu mà có một bộ này cực kỳ. 49 cây. 49 cây muỗng. 49 cây muỗng và 2 4 6 6 cây nĩa là cùng thương hiệu là chữ 6 cây nĩa, có một cây muỗng là trùng thương hiệu ba cạnh nè. Logo hình tròn ba cạnh giống bốn mấy cái muỗng đó và mấy cái nĩa hình chữ K. 1, 2, 3, 4, 5, hình hai chữ K. Hình hai chữ K thì nó dày dặn hơn, nhưng mà nó cũng y chang nhau, mẫu mã nó cũng giống hệt nhau, nó khớp luôn. Đó, hai chữ K nó hơi dài hơn chút. 2, 4, 6, 6 cái nĩa này và hai cái nĩa này thì nó không giống người ta, nhưng mà cũng của Nhật luôn nè, có chữ Nhật nè. Đó là 8 cây, 8 với 49, 2, 4, 6, 8, 49, 8 với 49 là 57, tổng cộng 57, tổng cộng 57 sản phẩm. Nhưng mà có một cây muỗng này nó hơi công nè, nên tính là coi như là 56, mà 56, 57 gì cũng bán giá y chang vậy.
nó hơi bị cong cong một xíu, để vô luôn. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 49 cây muỗng và 8 cây nĩa. Đây, đó, nặng gì đó. Nó nặng 2,5 kg đó. Mà này nóc. Anh em nào mua về trưng bày hoặc là sử dụng trong gia đình thì đều được hết. Giá của nó là 1.100.000 đồng. Bộ này giá 1.100.000. Nặng 2,5 kg. Nó dày dặn hơn muỗng của mình ở đây với luôn. Giá 2,100.000. Lộn. Mã số 8 giá 1,100.000. Mã số 8 giá 1,100.000 nha mọi người. Gồm có 56 sản phẩm và một cái muỗng hơi công. Tiếp theo mã số 9 và mã số 10. Đây, kẹp này là dụng cụ y tế. Đây, mã số 9 này, dụng cụ y tế nha mọi người. Nó về nguyên lô khoảng cái này là từ lúc mà mình làm tới giờ là lần đầu tiên mới gặp luôn á. Dụng cụ y tế của Nhật nó bỏ ra, nó có đóng logo hết trơn à. Nhật xịn lắm. Còn mới chát luôn. Bóng 7 à. Góc này giá nó cao lắm nha mọi người. Đây, nó chiều dài nó khoảng 18, chiều dài 18 nè. Nó gấp đồ, nó gấp bông gòn rồi đó. Y tế nó gấp bông gòn, mình về mình sử dụng trong nhà, hoặc là anh em nào làm ở y tế đó, mua mấy cái này. Mấy cái này nó cực kỳ xịn luôn. Nó đóng logo. Cái này của Sancio này. Nói chung toàn bộ cái bộ này của Nhật mà nó về khoảng 100 mấy cây, kêu mình lấy hết mà thôi, không chơi. Lấy có 30 cây à. À, mình gấp ra, gấp này gấp ngoài à, mình muốn cho nó gấp chặt vừa á. Mình bóp vô nè, cứng luôn nè. Nó có cái khớp này nè. Nó giữ lại cứng luôn nè. Đó. Bóp vô một cái nữa. Cứng nè, nó hai khớp, thêm khớp nữa, ba khớp. Là nó giữ cái hành chặt luôn. Còn mình không muốn nó giữ thì bóp mạnh vào, đó, bung ra. Còn muốn bấm gấp nhẹ thì bấm vô tới đây, ngừng. Gấp cho nó giữ chặt. Mạnh vô, rồi, bóp mạnh vô, đưa ra, đó. Một cây gấp. Mấy cây này là nó cực kỳ bền luôn á. Trong nhà mình mua để sử dụng để mà gấp bông gòn đồ, hoặc là gấp đồ linh kiện đồ này kia cũng được. Nói chung muốn gấp gì gấp. Này là mũi thẳng. Và cây thứ hai là mũi cong, cũng y chang gì đó, nhưng mà mũi nó cong. Mũi nó cong lên nè. Đó. Này cặp này có nhiều. Cặp này khoảng 10 mấy cặp. Mình bán cặp nha mọi người. Nè, cái này nó có đặc biệt là mình muốn mở ra vệ sinh là được luôn nè. Đó, nó làm đặc biệt gì đó. Tại dụng cụ y tế là thường là nó vậy. Đó. Mở ra chùi rửa xong rồi để vào cho nó ngay khớp. Nhận lại. Cây bên đây cũng vậy luôn. Cây bên đây muốn mở ra vệ sinh thì cũng được luôn. Nè. Nó dụng cụ y tế là nó chế hay gì đó. Đó, mở ra hai bên vệ sinh. Vệ sinh xong rồi gắn vào lại. Đó. Mấy cây này là cực hiếm nha mọi người. Nó về một lô thôi là không biết chừng nào mới có nữa. Chắc là không có luôn. Nhiều lắm. Nhưng mà lấy không có dám lấy nhiều. Một cặp vậy là 200.000. Mua một cặp mình bán cây 100. Nhưng mà mua một cặp mới giao một cặp 200. Một mũi thẳng và một mũi cong. Mã số 9. Mã số 10. Mã số 10 hai cây to hơn. Hai cây to hơn mà nó ngộ hơn đây. Cái đầu gấp nó vậy nè. Cái này nó dài hơn. Đầu gấp nó có khía để gấp cho nó cứng. Cái này để dành gấp bông gòn, gấp. Nói chung mình mua về xài thì muốn gấp gì gấp. Này, mở ra vệ sinh nè.
xong vệ sinh xong gài lại, nó làm khớp. Nhật chế độ rất là xịn. Đó, cây này nó dài hơn, cây này dài 24, cây này nó dài 20. Đó, cái đầu gấp này nó gì nè. Đó, muốn gấp khít vô thì bóp cái nó dính vô luôn. Đó, khít. Đó, rồi muốn không ấy mở ra. Cây này thì nó có răng cưa nè. Răng cưa từ đầu tới đuôi của cái lưỡi gấp á. Đó. Răng cưa mình gấp nhẹ. Đây. Muốn sát, sát vô luôn. Đó. Gấp nhẹ thì bóp nhẹ. Nặng thì bóp nặng, đây dễ chặt nè. Bóp như dữ chặt nè, rồi bóp mạnh vô, lấy ra, buông ra, đó. Nhẹ từ từ vô, nó có từ nắp, nhiều nắp lắm, này. Rồi, cặp này nó to hơn, giá 250, hai cây giá 250, mã số 9 là 200, mã số 10 là 250. Này một cây thì không giao được, cây có 100 ngàn đóng gói rồi giao nữa, rồi phí vận chuyển nữa thì rất là khó khăn. Cái mã số 11. Mã số 11 là một cây, mấy cái này là anh em mà làm bên y tế là nhìn là mê luôn á. Cây kéo. Kéo nhỏ. Này dài 14. Cán nó mạ cái lớp màu vàng, kéo còn đẹp, không có mẻ. Kéo y tế của Nhật nó bỏ ra, kéo y tế thường là nó còn rất là bền luôn nè, bén. Đó, lưỡi nó cong lên. Nó có đóng dấu logo luôn. Đây, mở ra vệ sinh được. Mấy cái kéo này nó độc đáo, đồ dụng cụ y tế nó độc đáo luôn. Nè, chỗ này nè, mở ra vệ sinh được luôn đó, nhìn y tế độc đáo gì đó. Rồi vô xài bình thường đó. Còn rất là bén, mũi nó cong lên nè đó. Và cây thứ hai là cây gấp này, cây gấp lớn chỉ có hai cây thôi, lớn vàng. Cây này hiếm luôn, cây này ở vải nó đòi bán mình 200 ngàn, dài 21. Dài 21. To. À, gấp nó có nhiều nấc đây. Đó, mở ra. Nó có độ đàn hồi đây luôn nè. Giống như cái mấy cây kìm làm móng vậy. À, gấp ra. Gấp xong vung ra nè. Ừ. Muốn cho nó giữ chặt thì bóp vô, rồi dính vô cái nấc nó sẽ giữ chặt. Đó. Rồi một cặp này là giá 300 ngàn, hai cây giá 300, một cái kéo vào cây gấp lớn giá 300 ngàn. Gấp lớn này mũi cong. Mã số 12 là cũng là cây gấp y chang vậy đó, cây gấp lớn đây. Và một cái kéo này to hơn, mũi thì nó có nhiều rồi nhưng mà nó dài, nó to hơn vẫn tháo ra được đó. Dụng cụ Nhật nó làm cực kỳ luôn, còn mới. Anh em nào hành nghề y tế tư nhân mà muốn được hoặc là mua xài gia đình cũng được. Đây, cắt thuốc nó đều là ngon lành đó, bén lắm. Nó to hơn nhưng mà vẫn bán đồng giá 300 ngàn, mã số 12, tập 300. Mã số 13 là một cọng dây nịt ông địa. Hàng này hàng đã qua sử dụng, cái đầu là cái đầu rin nè. Còn cái dây là chắc nó thay lại rồi.
dây là nó thay lại, chắc là thay, nó thay mới nên dây nó còn rất là đẹp. Và nó đóng là gì 100% của là bằng da thật vậy đó. Đó, cái đầu đó. Đồng đi còn mới nè. Đầu da cho nên. Vin luôn nè. Cái nút là có hình, cái hình cái đầu con gì ấy. Đầu con hà mã con gì ở đây nè. Nút vin của nó. Cái cụm dây này là màu đen. Đầu đồng màu đen. Dây em địa. Dài là 1,2 m. Dài 1,2 m, giá 270.000 đã bao gồm phí vận chuyển. Toàn bộ sản phẩm là chưa bao gồm phí vận chuyển nha mọi người. Thôi bây giờ mình báo gì đi, 250.000. 250.000 cộng nếu mà muốn bao ship thì là 270. Mã số 13 là 250.000 chưa bao gồm phí vận chuyển. Mã số 14 là cũng một cộng ông địa đầu inox màu nâu. Cộng như là đồ ông địa nè. Ông địa trang gì đó nhưng mà nó bằng inox. Rồi da ở đây. Ông địa đây nè. Rồi cuối đuôi thì nó dập ông địa chỗ này. Màu nâu. Đầu inox màu nâu. Chỗ này nó để mắt in gì, mắt in Italy luôn nè. Bản là 3/8, hai cộng bản đều 3/8 hết. Con này dài 1m2 luôn. 1m25. Con này dài 1m25, dài hơn cộng kia. Giá của nó là mình đeo vừa luôn á. 250.000 chưa bao gồm phí vận chuyển. Mã số 14 là giá 250.000 chưa bao gồm phí vận chuyển nha mọi người. Mã số 14 nè, giá 250.000 chưa bao gồm phí vận chuyển. Tiếp theo mã số cuối cùng là mã số 15. Mã số 15 là một cái tủ nữ trang. Đây. Cái tủ nữ trang mã số 15. Đây, tủ nữ trang này nó gồm có 1 nè, 2 nè, 3, 4 hộp, 4 hộp để nữ trang. Đây. Ở trong nó lót một cái lớp vải quải nhung như đó, để nữ trang nó không có bị, không bị cấn, không bị hao mòn đó. Và gỗ nó làm không biết bằng gỗ gì, nó nhẹ nhưng mà nó bền, nó đã qua sử dụng rồi nhưng mà nó còn rất là chắc chắn. Này nó màu ở trên này nè. Rồi nó có làm cái đường chỉ ở ngoài màu vàng rất là đẹp. Đó, và cái cán này thì nó làm bằng, nó mạ một lớp màu vàng đồng. Cái hộp nó là như vậy để đựng nữ trang. Trên này thì nó đánh bị u ngoài. Hình thức thì còn cũng khá là mới, còn được. Nói chung là hàng đã qua sử dụng. Chỗ này thì nó hơi bị chạy chỗ này chút xíu nữa. Hàng đã qua sử dụng thì nó vậy là quá tuyệt vời rồi. Ở dưới này nó cũng cấn chạy chút xíu. Nói chung là hàng qua sử dụng thì không tránh chảy. Nếu mọi người muốn nó đẹp thì về mình đánh MU lại. Nhưng mà để ghim nó xài cho nó đẹp. Đó, nó chạy nè. À, ở sau này còn dán cái tem để music, hợp music, âm nhạc. Đây, cái chân ở đây. Để rớt mấy hộp gạch thân. Đây, mặt đứt nữa nè. Tủ này hình xe to. Đó. Hông bên này cũng chạy cấn chút đỉnh. Ê, mặt, đây. Đẹp, kỳ. Đó.
nó có gồm có 1 2 3 4 học. Chiều ngang của nó là 33. À, chiều hông của nó 13 nè, chỗ nhỏ là 13 nè. Và chỗ lớn là 16 nè, chỗ lớn ra tới đây là 16 nè. Và bên đây nó có một cái học nữa là kính nè, làm những đường chỉ hoa văn chỉ nè. Học bên đây là biết mọi người biết định gì không? Dây chì. Bên đây trong đây có kính luôn nè, kính để soi mặt nè. À, kính nè. À, để treo những cái cọng dây chuyền này. Đó. Treo xây. Treo xây nữa. Đó. Treo mấy cọng dây chuyền trên đây. Có chừng chục cọng nữa, treo giáp được rồi. 1 2 1 2 3 4 nhiều nói 4 chỗ treo là 8 cọng. Và bản lề chỗ này hơi xét rồi, nếu về mình xài sau này hư thì mình mua bản lề khác thay vô, cái này thay mướn thợ thay rất là dễ. Nó xét chỗ này nè, nhưng mà vẫn còn hoạt động tốt. Đó, đóng lại. Mở ra thì mình có cái... Đây nó cái bản lề nó xét nhưng mà nó vẫn còn hoạt động tốt nha. Đây. Thì thấy gì chứ xét chứ xài biết nào hư, nó chỉ bị gỉ xét là để thời gian lâu rồi nó bị gỉ xét thôi, nhưng mà xài biết nào hư. Đó, bên trong này nó có lớp nhung nè, kiến soi mặt nè. Đó, đóng lại. Và nó có một cái học đặc biệt nè, là nó mở ra là nó phát ra âm nhạc nè. Cái học này thì bằng nhung nè. Ở dưới đây thì nó làm ba cái cục này, không biết để làm cái gì, chắc dở lên để giấu riêng ở dưới cái gì. Hả? Âm thanh nghe đã không, mở ra nó mới kêu, đóng lại là nó hết rồi đó. Và mình muốn nó kêu thì nó xây thì một vòng là thường là nó sẽ hết, và muốn kêu nhiều là phải lên dây, lên như thiều của nó đây. Đó, rồi xong mở ra nó kêu này nha. Rồi, cái hộp này nó có giá 1.300.000 đồng chuyển khoản, 1.300.000 chuyển khoản thì mình mới giao hàng nha. Riêng cái hộp này là chỉ nhận chuyển khoản giá 1.300.000. Này, bên trong cái máy nó bằng nhật, nó đóng da bằng luôn á, cái máy nó da bằng luôn, máy này. Trên là nó hình thức nó như vậy. Giá 1.300.000. Cái tủ nữ trang anh là mua về tặng vợ là cực kỳ sang chảnh luôn. Rồi, hôm nay chỉ có 15 sản phẩm, gồm những con dao, rồi bộ muỗng nĩa, những tiền gấp và dây nịt, tất cả đều kêu gồm phí vận chuyển. Và mọi người xem clip để giải trí và có nhu cầu thì đặt hàng. Đặt hàng thì liên hệ qua số điện thoại 0988 190303, mình tên là Đô. Thì mọi người nên xem thật kỹ hình thức công dụng của từng món hàng trước khi quyết định đặt hàng. Và quyết định đặt hàng rồi thì nên chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Còn muốn kiểm tra hàng trước thì khi đặt hàng thì phải nói trước với mình để mình đánh vào cái đồng điểm, và đồng điểm đó là mọi người phải trả thêm 20.000 cộng với phí vận chuyển nữa, là ra là phí vận chuyển và phí đồng điểm khoảng 60.000 gì đó.
thì mọi người nên suy nghĩ thật kỹ. Nếu không tin tưởng thì có thể là yêu cầu đồng kiểm, đồng kiểm thì tốn thêm 20.000. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.